Mai Khanh kính chào quý vị đã trở lại chương trình Wellness and Families trên CBN TV 18.14. Trong studio hôm nay, Mai Khanh có một người rất là thân và rất là quen thuộc đã chịu đến đây để mà nói chuyện với quý vị, để chia sẻ cái mà Mai Khanh nghĩ nó rất là quan trọng trong cái mùa tới, tức là cái mùa học cho tất cả con em của chúng ta. Khi Mai Khanh nghĩ về cái sự an lành của gia đình đó, thì cái người đầu tiên mà Mai Khanh bao giờ cũng nghĩ tới đó là người bạn của Mai Khanh là chị Thủy Lindsay. Thủy đó, Mai Khanh đã biết Thủy rất là nhiều năm. Thì trong tất cả những cái năm mà Mai Khanh thấy Thủy raise một người con trai đó, thì Mai Khanh thấy rõ ràng là Thủy có một cái cách mà rất là balance về cái sự dạy dỗ con, và cũng như là sự mà đem đến cái an lành cho cả gia đình. Là Mai Khanh mời rất là nhiều lần, mà đây là lần thứ nhì chị Thủy Lindsay đã trở lại với chương trình. Chắc là quý vị sẽ thấy rõ ràng là Thủy Lindsay là một người mà bao giờ cũng rất là calm, rất là serene. Và trong khi mà có nhiều cái Việt Nam mà nói là chaos, là có rất là nhiều cái công việc mà nó làm cho nhộn nhịp, thì Thủy là một người có bao giờ cũng có rất là cái balance để mà đem đến tất cả cái sự an lành cho chính mình và chính gia đình. Thì cảm ơn quý vị đã đến đây, và cảm ơn Thủy đã đến đây với chương trình. Và Thủy với Mai Khanh sẽ nói và chia sẻ với quý vị về cái những cái gì mà chúng tôi là người mẹ, là người mẹ của mấy cháu sắp về, sắp vào trường. Thì chúng tôi sẽ nói chuyện để mà chia sẻ những cái gì chúng tôi đã trải qua, và có thể nếu mà giúp được quý vị với con quý vị thì chúng tôi rất là mừng. Thì chào Thủy, cảm ơn Thủy đã đến với Mai Khanh và chương trình nha. Có thể Thủy chào quý vị nha. Xin chào quý vị, dạ tên là Thủy, và hôm nay rất là vui đến để nói chuyện với bác sĩ Mai Khanh và chia sẻ về kinh nghiệm mà nuôi một đứa con. Đứa con trai bây giờ nó là lớn lên, nó là 19 tuổi rồi. Quý vị, thật ra, ok, so Thủy đó, con của Mai Khanh nha, thì bao giờ cũng nói là dì Thủy là người mà favorite auntie, một trong mấy người favorite auntie của con gái của Mai Khanh. Tại vì Thủy bao giờ đến là cũng chơi với lại Gracie, rồi bao giờ cũng đem đồ chơi tới, và rất là spend time with Gracie, mà bây giờ cũng rất là sweet and calm. Thủy có cái experience là Thủy đã raise một người con trai, và bây giờ là học lớp hình như là năm thứ hai hả Thủy? Bắt đầu năm thứ hai. Năm thứ hai, mà con trai của Thủy đã cũng trải qua nhiều lần, nhiều năm mà có nhiều vấn đề về học vấn đó. Thì cảm ơn Thủy đã đến đây để mà mình chia sẻ. Yeah. So, yeah. Năm thứ hai, vậy là bắt đầu học năm chưa? Năm thứ hai ở đại học. Đại yeah. học, ok. Vậy là yeah. bây giờ con trai của Thủy vào trường chưa hay là mới sắp sửa? Nó mới bắt đầu khóa tuần vừa rồi. Và Thủy cũng trong những có kinh nghiệm học và giúp thằng con Thủy học, thì nó cũng cố, nó chăm, nhưng mà thật nó không có thích, nó không có thích làm bài mấy. Thành thử ra từ nhỏ đến lớn lúc nào thì cũng phải cảm thấy như là phải ngồi bên cạnh với nó để làm bài với nó. Lúc mà nó đang ở tiểu học, Thủy cũng nghĩ là trời, mai mốt chắc phải đi học đại học, phải ngồi giúp nó lúc đi học đại học, thì giờ làm sao bây giờ? Thủy, chắc là nhiều người mẹ cũng đang nghĩ như là Thủy. Nhưng mà thật ra là có rất là ít con nít nó thích đúng học rồi, nó tới cái tuổi mà lớp 5, lớp 6 nó thật ra nó không có muốn ngồi, mình ngồi bên cạnh nó nữa. Nhưng mà những cái năm trước đó thì mình có cái cơ hội đó, nó chấp nhận mình ngồi với nó, mình giúp nó. Tại vì tới lúc lớp 5 với 6 là tự nhiên nó sẽ đuổi mình ra, mình sẽ không có cái cơ hội đó nữa. Như là trẻ em đó quý vị, đến khoảng như là Thủy nói đó, là khoảng đến khoảng lớp 5 á, thì có thể mình ngồi đó mình kèm theo được. Nhưng mà sau đó đến cái lúc mà nó vào như là teenage years á, thì bắt đầu nó sẽ đẩy bố mẹ đẩy ra để mà nó gain cái independence và cái establish cái identity của chúng nó. Nhưng mà nhiều khi nó làm như vậy thì nó cũng khó cho mình mà theo dõi được cái sự học đúng vấn rồi. So Thủy nè, có con trai có thể không thích học, chịu khó kèm, thì những cái năm đó Thủy thấy cái gì là khó nhất
mấy cái năm mà elementary school đó cho con trai của Thủy đó, thì cái gì là khó khăn nhất cho Thủy về cái school work của thì như là cứ nghĩ là mình cứ phải ngồi với nó để làm bài mỗi ngày á. Thành thử ra Thủy cứ lo, cái khó nhất là lo là mai mốt cứ phải làm như vậy mãi hả. Nhưng mà thật ra Thủy thấy là tới cái tuổi nào á, nó sẽ không có muốn như vậy nữa và nó sẽ cố. Tại vì mình giúp nó với cái căn bản từ nhỏ đến lớn á, thì nó có cái căn bản đó, nó tự nó cố nó làm riêng nó sau khi nó lớn lên. Vậy thì lúc đó là Thủy có cái tip gì, có cái cách gì không để mà để tụi nó tập được cái, để mà theo sau này nó có cái good habit đó, thì lúc đó đó là Thủy làm cái gì với lại con của Thủy? Khi mà học sinh nó còn nhỏ thì mình phải dạy nó một cách gần gũi hơn, như là đi học về mình phải mở sách ra coi giấy tờ gì cô giáo thầy giáo gửi về, và giúp một cái đứa mà nó có vấn đề chú ý cho nó vô trong cái tập của nó để cho nó gọn ghẽ. Và cái chỗ học vấn ở nhà gọn ghẽ mà đừng có đầy đồ. Và khi mà làm bài thì tắt tivi đi. Tại vì khi mà đứa bé mà nó có vấn đề chú ý mà mình bật tivi lên, nó không có làm sao để mà nó đừng có nhìn lên được hết á. Thủy có thể cho Mai Khanh nói với quý vị đó là con của Thủy hồi xưa là lúc đó là có attention deficit phải không? Tức là Thủy nói là cái chú ý đó là có rất là nhiều học sinh có một cái disorder, tức là gọi là attention deficit disorder đó, thì nó sẽ không có pay attention được, nó không có theo dõi những cái instruction kỹ để mà nó làm homework hay là theo cái instruction của thầy giáo đó, thì nhiều khi nó điểm nó sẽ thấp. Thì cái này attention deficit đó, thì như là Thủy vừa mới nói là có nhiều cái cách mình có thể mình làm sao mà cho mấy em này có thể pay attention được. Thì như Thủy nói đầu tiên đó là mình phải organize. Organize là phải đọc bỏ rất là kỹ. Đúng rồi. Và Thủy cũng hỏi con Thủy trước khi Thủy lên TV hôm nay là nó thấy những cái gì mà giúp đỡ cho nó. Nó nói là thì đừng có nói nhiều quá tại vì khán giả sẽ quen nhiều. Nó nói cái mà nó thấy giúp nhất cho nó là có một cái cuốn lịch, cái bản lịch mà nó viết những cái gì mà nó phải làm. Những cái tức là từ trước đến giờ Thủy giúp nó là khi mà cô giáo thầy giáo gửi cái giấy về là những có cái ngày nào mà ngày thi, những cái bài nào mà phải làm á, mình phải ghi hết vô trong cái cuốn lịch này. Và nó thấy là khi mà có cái cuốn lịch này á, bây giờ nó lớn lên nó có thể thao, nó có việc làm, có cái cuốn lịch này nó có nhiều việc nó phải nhớ hơn để cho nó nhớ. Và Thủy nó thấy là nó bây giờ nó viết những cái gì vui luôn, những cái vacation, những cái ngày tiệc sinh nhật. Nó kể hôm bữa là nó có đề xuống cái ngày sinh nhật bạn nó gửi nó đi cái tiệc, nó đề cả mấy tuần vừa rồi ấy, giờ nó quên rồi. Cái hôm qua nó mở sách ra nó mới nhìn thấy có cái ngày sinh nhật cuối tuần này, nó mới nhớ chứ không phải là nó quên về cái ngày sinh nhật đó. So, kiểu như là mình có một cái calendar. Đúng rồi. Okay, so, cái việc đầu tiên đó là mình phải organize, thì những cái events hay là những cái gì mà cần thiết trong một ngày của một học sinh thì có cái calendar đó. Thì Thủy bắt đầu cái calendar đó với lại con của Thủy từ lúc nào, từ lần mấy tuổi hay là từ lớp nào? Từ lớp tiểu học người ta có calendar, thì trong lớp thì nó điền lấy, thành thử ra lúc đó thì phụ huynh chỉ mở ra để coi thôi. Nhưng mà bắt đầu nó lên high school thì nó giữ cái calendar lấy của nó, rồi mình cũng vẫn check. Nhưng mà bây giờ nó lên lại học, thành thử nó làm lấy tự nó và nó cảm thấy cái đó tốt cho nó, giúp cho nó. Thành thử ra khi mà nó bắt đầu nó có việc làm á, nó đi làm á, nó làm ở một cái quán đồ ăn, mà sau khi vài tháng làm ở đó, tại vì nó có organize, nó có viết, nó có organize, thành thử ra người ta cho nó làm manager cái tiệm đó. Oh my god, yeah. Vậy đó hả? Yeah. Oh, yeah. So, okay. So cái organizational skill nó rất là quan trọng nên chứ không phải vấn, đi làm và việc làm sau này. Yeah. Lúc mà điền cái calendar này đó thì thường là Thủy nói là phải viết ngay vào
nếu mà có một cái gì mình biết ngay. So how, like how do you thí dụ như là đầu khóa đó, người ta cho mình một cái syllabus, thành thử đó ngay lập tức mình mở cái lịch sổ đó ra, viết hết từ đầu năm đến cuối năm những cái bài mà phải làm, những cái bài thi, và viết cả những cái vacation luôn để cho mình biết, để mình plan những cái gì mình phải làm từ đầu đến cuối. Rồi sau khi đó khi mà có cái gì mới mình ngay lập tức mình viết vô. Đúng đó. Thì cái là mình phải ghi vào cái calendar càng nhanh càng tốt, tức là mình bỏ ngay vào, tại vì Thủy nhớ là nhiều đứa nó có attention deficit, đúng nó quên bỏ vào luôn. Quên bỏ vào. So maybe cái tip đầu tiên đó là Thủy nói là phải có một cái calendar. Cái tip thứ nhì đó là mình phải điền vào immediately, là nghe được là hôm nay phải làm cái gì đó là thì phải viết ngay xuống vào. Cho những đứa học như elementary school đó thì pretty much on a daily basis, right? Whatever cần cái gì thì phải ghi vào ngay. Còn như là đại học hay là trung học thì từ từ, you can plan it down the road. Là nhiều khi một tuần tới hay là cái semester tới, right? So, rồi tùy theo đứa con mình, thường xuyên mình mở cái đó ra, mình coi với nó là tuần tới phải làm cái gì, ngày mai phải làm cái gì, sáng hôm nay phải làm cái gì, để cho nó biết, nó chuẩn bị cho cái ngày hôm đó. Vậy là mình có một cái calendar, mình ghi vào càng nhanh càng tốt. Rồi mình phải coi lại, tức là đầu tuần hay là đầu ngày đi, mình phải đi qua vào cái calendar đó, mình review để mình coi là sắp tới có cái gì. Okay. Cảm ơn quý vị đã nghe cái tip đầu tiên của Thủy Lindsay, là mình có một cái calendar. Thì mong là quý vị sẽ trở lại sau khi chúng tôi đi commercials để mà nghe thêm mấy cái tip tới.